Em Thảo, đại lý dụng cụ làm vườn gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay nhà em đã về được rất nhiều những cái dụng cụ mới. Và đây là kìm kéo cưa, những cái loại mới nhất mà đơn vị em mới về. Và giá từng bộ hôm nay là bao nhiêu thì em sẽ chi tiết tới các bác từng sản phẩm một, sau đó em sẽ báo giá nhé. Hôm nay V9 thì nhà em đã về rất nhiều. Một cái bộ kéo đầu tiên em muốn khuyến mại và giảm giá tới các bác nhà mình đó là đôi kéo V9. Đôi kéo V9 thì hôm nay em đã về là một cây cắt, một cây tỉa, một dòng kéo của Mix Japan, hàng công nghệ. Thì với cái mẫu kéo V9 loại 1 thì còn được tặng theo một cái lò xo này các bác này. Em sẽ mở một cái ra cho các bác nhà mình xem. Đấy, một chiếc kéo V9 tặng theo một lò xo. Và hôm nay thì ở trời sáng em sẽ quay trực tiếp cho các bác nhà mình xem được cái lưỡi kéo của đơn vị em. Với cái dòng lưỡi kéo này các bác có thể cắt cành to bằng ngón tay cái thoải mái luôn. Và một cái phần ưu điểm của nó là tay của nó sẽ bằng thép, để các bác nhà mình cắt thoải mái không bao giờ lo gãy. Đây là chiếc kéo loại 1 nha các bác nhé. Đấy, và bộ kéo này là bao nhiêu? Ở đầu cái video này thì em sẽ giảm giá khuyến mại là khi các bác nhà mình mua một kéo cắt, em sẽ tặng cho các bác một cây kéo tỉa V9 cùng bộ như này. Và giá của nó thì sẽ là 150.000 các bác ạ. Một cái giá cực kỳ ưu đãi đối với tất cả các bác đang yêu quý kênh của em Thảo. Thì bộ kéo V9 này thì rất lâu rồi, hôm nay hàng mới về. Đây, lò xo tặng kèm sẽ làm ở đây nha các bác nhé. Đấy, 150.000 trên một bộ này. Các bác nhận hàng cứ bỏ ra kiểm tra hàng thoải mái cho em. Đấy, còn nếu như các bác mà muốn mua kèm theo cưa thì hôm nay bộ kéo kèm theo cưa nằm gồm một bộ kéo V9 đây các bác này. Kèm theo một cưa tặng một lưỡi như thế này này. Giá của nó chỉ có 220.000 thôi nhé các bác nhé. Một bộ 3, em miễn phí ship. Và hôm nay nếu như các bác mà muốn kết hợp thêm một con dao ghép này nữa. Con dao ghép này các bác biết em bán lẻ là 150.000 một con nhé. Nhưng mà hôm nay một cái chương trình tri ân khuyến mại này, các bác gộp cả một bộ như thế này này, em mới đưa tới các bác với cái giá chỉ có là 300.000 trên một bộ. Chưa bao giờ lại giá lại thấp như vậy. Và với ở tháng mới này, cái chương trình khuyến mại nhà em thì mỗi một video em sẽ đăng tải một dòng khuyến mại để các bác nhà mình được mua với những cái sản phẩm rẻ nhất. Còn nếu như các bác mà cần cưa cành to thì các bác chuyển sang một bộ V9 tặng theo một cây cưa 26cm như thế này các bác nhé. Giá là bao nhiêu? Chỉ có 220.000 thôi. Một bộ gồm có 3 sản phẩm. Nếu như các bác mà kèm theo một con dao như thế này đây này các bác này. Đấy, các bác mà kèm theo một con dao như thế này đó thì em sẽ đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300.000 nha các bác nhé. 300.000. Các bác sẽ mua được 4 sản phẩm như thế này. Đấy, và đây là ở đầu video cái sản phẩm tặng quà các bác đầu tiên. Đấy, và tiếp tới là các bác muốn tham khảo một cây kéo cắt của hãng cực kỳ là chất lượng. Các bác nếu mà bác nào đã sử dụng con kéo 3301 này thì các bác đã biết rồi. Đây là một cái mẫu kéo mà trước kia nhá, là cái hàng rất chi là hiếm, thì giá của nó vào là 250.000 trên một cây kéo này. Một kéo được tặng theo một lò xo. Nhưng mà ngày hôm nay các bác mua một kéo nhá, giá của nó chỉ có 200.000 thôi. Em sẽ tặng cho các bác thêm một cây kéo tỉa V9 như thế này. Tặng cho các bác thêm một cây kéo tỉa V9. Các bác có thể đổi kéo tặng nhé. Các bác đổi lấy cây kéo tay đỏ này, hoặc là các bác có thể đổi lấy cây kéo tay trắng này. Sẽ có 3 sự lựa chọn cho các bác, để các bác nhà mình lựa chọn. Đấy, và các bác ưng mẫu nào thì cứ nhắn tin cho em. 200.000 cho một bộ này nhé. Đấy, các bác không nghe nhầm đâu. Bác nào mà đã đến với đơn vị em Thảo thì các bác đã tìm được một cơ sở uy tín về tất cả những cái dụng cụ đồ làm vườn. Đấy, và tiếp tục tới những cái mẫu cao cấp thì hôm nay nhà em đã về vòi 21, vòi 27, vòi đồng đặc. Đấy, và với cái vòi, em chi tiết về vòi trước nhé. Bởi vì đang vào thời điểm mùa hanh khô này này. À đây, còn một cái dụng cụ này cũng muốn đưa tới các bác nhé. Đó là kích hoa, kích mầm và kích rễ. Các bác có thể kết hợp luôn bởi vì giá của nó rất rẻ và chắc chắn là làm cây thì bác nào cũng cần. Với cái nọ kích rễ của Macross Mỹ này nhá, chương trình khuyến mại ngày hôm nay sẽ đưa tới các bác, mà mỗi bác mua sẽ được mua với giá là 20.000 trên một nọ. Đấy, các bác mua 20.000 trên một nọ nhé. Các bác có thể mua kèm theo. Còn nếu như các bác mà dùng kích rễ gói này, giá của nó sẽ là 15.000. Còn kích mầm, siêu kích mầm của công nguyên liệu ngoại nhập, hàng tốt nhất nhé. Ví dụ các bác đang phải mua những cái gói mấy trăm nghìn, hoặc là những cái chai 270.000, 280.000, 300. Thì đây là những cái gói chiết xuất nhỏ như này để các bác sử dụng chỉ có 10.000 đồng một gói thôi. Đấy, kích hoa la lô cực mạnh chỉ có 10.000. Và kích hoa thân mềm, cái dòng này là đậm đặc này. Đấy, cũng chỉ 10.000 thôi các bác nhé. Đấy, và những cái gói này thì nhà em là một đại lý chuyên cung cấp luôn. Thì hôm nay em chỉ bỏ sơ qua một chút để các bác nhà mình biết là đơn vị em đang cung cấp những cái mặt hàng đấy. Tiếp tục là tới vòi 21 và vòi 27 của dòng vòi nhập.
Cái vòi này thì bên trong nó đã được tráng nhựa silicon trơn trượt. Và dòng vòi này là dòng vòi các bác đập không vỡ, không giòn nhé. Dòng vòi cao cấp chất lượng. Và khi các bác nhà mình mà sử dụng chiếc vòi này tưới nước thì nó sẽ rất chi là thoáng. Đây là vòi 21 này. Còn đây là vòi 27 này các bác này. Nếu như ống vòi to thì các bác sử dụng vòi 27, còn ống vòi nhỏ thì các bác sử dụng 21. Đấy, và giá của nó là bao nhiêu? Thì giá của một chiếc vòi ngoại nhập em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 60.000 trên một vòi. Và vòi 27 sử dụng ống to thì sẽ là 100.000 trên một vòi. Và cứ mua từ hai vòi là em miễn phí ship nhá. Cái này thì rất nhiều video em đã test thử cho các bác thì mình được xem rồi. Đấy, và cái này thì tất cả bên trong đều được tráng silicon trơn trượt. Và nó là nhựa dai dẻo, các bác không bao giờ lo bị hỏng về những cái dòng vòi này. 100.000 các bác có thể kết hợp, ví dụ như hai cái như này là 120.000 này. Hai vòi 21 là 120.000 em miễn phí ship. Còn ví dụ mua một vòi 21, một vòi 27 là 160.000 em miễn phí ship tới tận nhà. Đấy, còn ví dụ như các bác mà sử dụng mua vòi đồng đặc. Cái vòi đồng đặc này thì em nói luôn các bác chỉ sử dụng ống 21 được thôi nhá, không sử dụng ống 27 được đâu. Mặc dù nó có những cái lớp 27 đây. Bởi vì cái áp suất nước của nó ra rất chi là nhỏ. Cái vòi đồng này các bác sử dụng muôn thuở không bao giờ hỏng được, vòi đồng đặc. Và giá của nó đang là 200.000 trên một vòi. Đấy, và tới những cái sản phẩm bên này là kìm kéo nhà em mới về. Và hôm nay thì cũng rất nhiều những cái mặt hàng mới để đưa tới các bác nhà mình. Đấy. Và với cái bộ kéo này thì đầu tiên là em về cái kéo 2 chấm. Dòng kéo đẹp nhất của ngày hôm nay. Đây, em sẽ bỏ một cái ra nhá. Một cái vòi, một cái kéo này thì sẽ được đựng trong một cái hộp rất chi là đẹp như thế này. Đấy, và các bác xem này. Một chiếc kéo như này thì đây là một chiếc kéo và ngày hôm nay thì em cũng giảm giá đặc biệt cho các bác. Đấy, các bác nhìn đây là một chiếc kéo em quay thực tế nhất ở trời ban ngày của Make Japan. Cái kéo này cầm rất chi là đầm tay và cái phần ốp gỗ của nó rất êm để các bác nhà mình cầm làm sao mà cho là êm tay nhất luôn. Tay ốp gỗ 2 chấm này các bác này. Đấy, và với cái kéo này thì em cũng báo giá luôn, đang là 250.000, em giảm giá cho các bác còn 200.000 trên một cây. Em giảm giá cho các bác là còn 200.000 trên một cây kéo này các bác nhé. Đấy, và tiếp tục là tới những cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay cưa top, cưa Nhật em đã về rất nhiều cưa bút đi. Đấy, và một cái bộ kéo xịn như thế này, một con kéo tay da vàng thì ngày hôm nay sẽ được các bác, mỗi bác mua thì sẽ được giảm giá 70.000 cho các bác nhé. Đấy, và con kéo tay da vàng này thì nó là một cái dụng cụ để các bác mình vừa làm quà tặng này, vừa cắt cảnh, vừa tỉa cành. Đấy, và với một chiếc kéo này sẽ in chữ chìm của Make Japan và chữ chìm toàn bộ trên thân kéo. Em đã quay về mặt bên này. Tay của nó thì là tay bọc da. Và chất liệu của nó thì là thép đúc đặc. Sử dụng cực kỳ là thích luôn các bác ạ. Đấy, cũng có video em đi test thử cái lò xo này thì các bác có thể chỉnh lên cho nó cân nhé. Chỉnh lên nó cân được đấy. Đây, chỉnh lên trở xuống được. Và rất chi là hay là một cây kéo này ngày hôm nay mỗi bác mua thì sẽ được tặng theo một lò xo. Lò xo của nó sẽ nằm dưới cái hộp như này này. Đấy. Và chiếc kéo này thì nó đang là 530. Và ngày hôm nay thì em giảm giá cho các bác là còn 450.000 trên một kéo. Dòng kéo loại 1 luôn. Đấy, và bơm nhá. Bơm Asahi Japan thì hôm nay em về một thùng bơm khá là nhiều. Và với mỗi cái mẫu bơm này thì một ngày em đang đi cả 100 chiếc để gửi tới các bác đây. Một cái dòng bơm mà gia đình bác nào cũng cần. Các bác có thể bơm xe đạp, bơm xe máy và bơm ô tô hạng nhẹ. Quá là ok nhá. Đây em sẽ cầm một chiếc lên như này cho các bác mình xem. Với một chiếc bơm Asahi Japan này thì hôm nay em sẽ về màu cam. Đấy, và dòng bơm này thì cái nó sẽ có quả cân hơi. Đây này, sẽ cân là 7 cân hơi. Và khi các bác bơm thì em thích nhất là cái ưu điểm là nó sạch. Nó sạch như thế này. Các bác lớn tuổi hoặc trẻ em đi học, bơm xe đạp điện, bơm xe của các bác gái đi chợ, bơm xe máy và bơm luôn ô tô hạng nhẹ. Và giá của nó thì chỉ có 150.000 trên một bơm thôi các bác ạ. Chỉ có 150.000 trên một bơm nhá. Đấy, và bà ấy có cái bơm hai quả đâu, tiện mang cho cháu cái bơm hai quả luôn. Và với những dòng cưa, hôm nay thì em sẽ đưa về dòng cưa. Dòng cưa thì hôm nay toàn cưa chất lượng, cưa loại 1 dành cho các bác nhà mình làm vườn thôi nhá. Đấy, cưa này thì em sẽ đưa tới các bác nhà mình cưa top này. Đây là cưa top nhá. Cưa top này thì bác nào mà làm vườn thì chắc chắn các bác đã tham khảo qua dòng cưa top. Và cưa top thì nhà em hôm nay sẽ chia sẻ cho các bác dòng cưa top loại 1. Các bác nhìn đây là chiếc cưa top loại 1 này. Còn các bác nào mà muốn so sánh cưa top loại 2 thì em so sánh luôn cho các bác nhé. Đây là một chiếc cưa top loại 1. Đấy. Các bác làm cây cảnh thì cưa quá là sắc ngọt và nó có độ bền cao. Chị bỏ ra đi. Chị bỏ đem chiếc cưa top loại 2 ở đây để em cho các bác so sánh luôn cho các bác. Đây.
Đấy, em sẽ bỏ luôn chiếc cơ top loại 2 này ra nhá. Mở ra. Đây là chiếc cơ top loại 2 này. Chiếc cơ top loại 2 này thì em đang đưa tới các bác giá sẽ là 130.000 trên một cưa. Đấy, đây là cơ top loại 2 nhá, các bác tránh mua nhầm nhá. Bởi vì rất nhiều bác bảo là tôi mua trên thị trường có từng này tiền thôi. Thì cũng chia sẻ tới các bác, cũng có bác phải mua tới 250 một cây top loại 2 thì rất chi là đáng tiếc. Đấy, và đây là cây top loại 2 em đang đưa tới các bác là 130. Còn với một cây cơ top loại 1 em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300.000 trên một cưa. Cơ top loại 1 nha các bác nhé. Nếu như các bác mà muốn mua lưỡi rời, rất nhiều bác làm vườn đang cần lưỡi rời của top loại 1 ấy, cứ liên hệ tới em nhé, có đủ hết để cung cấp tới các bác nhà mình. Đấy, bác nào mà biết thay lưỡi cưa thì thay lưỡi cưa là ở đây nhé. Đấy. Đấy, và đây là cái bơm hai quả này, dòng bơm Toma. Bơm cực kỳ là thích nha các bác nhé. Đấy, quay đường cho các bác xem. Cái này bơm ô tô cũng còn cực kỳ là thích luôn. Đấy. Và đặc điểm của những chiếc bơm hôm nay em đưa tới các bác thì nó sẽ có đầu bơm xe đạp, đầu bơm xe máy. Đấy, bơm bóng nhá. Bơm bóng rồi bơm ô tô hạng nhẹ. Và cái bơm Toma hàng Nhật đấy hôm nay em đang đưa tới các bác với cái giá sẽ là 300.000 trên một bơm. Cái bơm Toma này. Đấy, và với những cái bơm dài kia cũng có bơm bóng tặng kèm theo hết để các bác nhà mình về sử dụng. Và tiếp tới là tới dòng cưa bút đi này các bác này. Cưa bút đi thì em chia sẻ tới các bác nhé. Cưa bút đi thì hôm nay em đã về dòng cưa bút đi của hãng Japan. Đây này. Với cái cưa bút đi này rất lâu rồi hôm nay mới về. Và dòng cưa này cũng có lưỡi bán rời theo. Cũng có lưỡi thôi, cứ để đấy cũng được. Để cho em xem cái lưỡi này. Đấy, lưỡi cưa đẹp như này này các bác này. Cái lưỡi này em đang bán rời cho các bác là 150.000. Còn với cái cưa này thì nó đang là 350.000 nha các bác nhé. Cái lưỡi kia là em chưa bao ship đâu các bác nhé. Nếu như các bác mà mua cùng với cái cưa này thì một bộ sẽ là 500.000. Một cưa một lưỡi. Để về các bác có thể là thay thế cưa xịn. Đấy, còn tiếp tới là tới bộ cưa Nhật 35 thì là một dòng cưa nổi tiếng nhất rồi. Đấy, một ngày thì cũng được rất nhiều các bác quan tâm tới cái mẫu cưa Nhật 35 này. Nếu như các bác muốn mua cưa to thì hôm nay đây là một bộ cưa lý tưởng và đây là con cưa chất lượng nhất ngày hôm nay. Đấy, và với cái dòng cưa Nhật này em sẽ có 35cm, 30cm và 27cm. Sẽ có 3 kích thước các bác ạ. Đấy, và với những cái dụng cụ này thì hôm nay em sẽ nhận gửi và ship trên 63 tỉnh thành của đất nước nhé. Bác nào đang muốn mua xỉ lẻ và đang muốn quan tâm tới đồ làm vườn, các bác nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình. Để em sẽ chia sẻ tới các bác những cái dụng cụ hay nhất của nhà em. Và nhà em sẽ nhận gửi ship tới tận nhà, nhận hàng được kiểm tra hàng, sau đó các bác mới phải trả tiền. Đấy, cũng rất cảm ơn là các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới shop em nhé. Nếu như bác nào muốn mua lẻ cái dao này này, mua kết hợp này, em đang bán 150, em sẽ để cho các bác là 100.000. Đấy, bác nào muốn mua kết hợp luôn nhé. Đấy, và tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay thì các bác nào muốn mua số điện thoại em đã ghim trên màn hình rồi. Em sẽ tư vấn và sẽ đưa tới tận nhà các bác. Rất cảm ơn các bác đã luôn quan tâm và ủng hộ tới kênh nhé. Hẹn các bác một cái video gieo sau thì em sẽ chia sẻ thật nhiều để các bác nhà mình được xem những cái dụng cụ hay nhất của đơn vị em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.